Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương chính sách ưu tiên để bảo đảm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên thì một số chính sách vẫn chậm triển khai. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hầu An Lệnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc miền núi về nội dung này. Cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Thưa ông, hiện nay chính sách cho phát triển cho dân tộc miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, thậm chí còn một số nơi vẫn còn chậm phát triển. Vậy thì chúng ta khắc phục những cái khó khăn đấy như thế nào thưa ông ạ? Chúng tôi cũng xác định là đây là cái sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan chủ trì như các bộ ngành, thậm chí kể cả các địa phương khi mà được giao nhiệm vụ để rà soát để các cái dự án, các cái nội dung trong chương trình tổng thể thì cũng chưa kịp thời so với yêu cầu. Thứ hai nữa là cơ quan chủ trì thì bố trí nguồn nhân lực rồi và tổ chức thực hiện nó cũng còn chưa sát, và trong đó có cả cái việc là lần đầu tiên làm một chương trình rất lớn, cho nên là nhiệm vụ khối lượng thì rất lớn và yêu cầu cao, cho nên là kinh nghiệm để mà thực hiện cái việc này nó cũng chưa nhiều. Chính vì như thế cho nên là phải làm đi làm lại rất mất thời gian. Ba là công tác phối hợp giữa các cái địa phương với cái cơ quan chủ quản với các đơn vị liên quan thì cũng có lúc cũng có việc do yếu tố của quy trình cho nên là nó có chậm lại một chút. Chúng tôi cho rằng là đấy là những yếu tố mà nó cũng có thể khắc phục được. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cần làm gì để thực hiện cái mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế cho dân tộc miền núi vào giai đoạn 2021-2030 thưa ông ạ? Hiện nay thì công tác chuẩn bị cũng đã cơ bản là đã hoàn thành. Một là báo cáo nghiên cứu khả thi thì đã được Ủy ban dân tộc chủ trì cùng với các bộ ngành để xây dựng, thẩm tra, trình Hội đồng thẩm định nhà nước và đã hoàn tất công tác thẩm định và đang trình Thủ tướng Chính phủ để ký quyết định đầu tư. Theo đó thì các cái văn bản pháp lý liên quan như là nguyên tắc về quản lý trước các chương trình mục tiêu, rồi là quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn, rồi các thông tư hướng dẫn của các bộ ban ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các dự án trong đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2030 thì đã được các bộ ngành đang triển khai theo lộ trình. Cho đến thời điểm hiện nay thì tất cả các cái văn bản này cũng đã cơ bản xong và đang trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9, và sang đầu tháng 10 năm 2021 thì cơ bản là báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, các cái văn bản liên quan sẽ được ban hành. Đó là cơ sở quan trọng để bắt đầu triển khai cái chương trình trên phạm vi toàn quốc. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân ạ.